gọi em số lần gì đấy? Năm nay công ty có chương trình gửi quà tặng cho nhân viên nhân dịp năm mới nha. Có tổng cộng 3 câu hỏi, nếu trả lời đúng thì sẽ nhận được 3 lì xì. Hồi kinh nghiệm, bác ở Nam Sơn Nha thấy tự tin là câu nào thì cũng trả lời được. Mày giỏi rồi. Nào, câu hỏi đầu tiên. Mùng 1 Tết âm lịch năm nay vào ngày nào? Em, câu này em biết, câu này em. Nhà tao có sổ nghèo. Mày nói. Mùng 1 Tết âm lịch năm nay là vào ngày mùng 10 tháng 2 dương lịch. Đáp án chính xác. Yeah. Nào, tập trung tiếp theo. Câu hỏi thứ hai liên quan đến sản phẩm công nghệ. Em là thành công nghệ. Để em đi. Cứ bình tĩnh, đã đặt câu hỏi xong đâu. Câu hỏi thứ hai, đâu là chiếc máy chơi game cầm tay mà nhà người đều mơ ước? Mấy cái câu trả lời như thế này về sản phẩm á, nhân viên nào cũng nói được hết. Nói đi. Máy chơi game cầm tay, nha người đều mơ ước đó chính là Asus ROG Ally. Máy này sở hữu chip card đời mới nhất, mang chuẩn màu. Và nhá, đặc biệt hơn là con này đang có giá rẻ nhất thị trường tại laptop 8 đấy. Vỗ tay đi. Chính xác, câu hỏi cuối cùng này. Khi nào thì tôi có người yêu? Hả? 2000 years later. Thì xì thêm cái dự đi, bây em cùng cả nó nhá. Ok.